Những chiếc xe cơ động này từ lâu đã trở thành một gánh nặng cho các đội kỹ thuật tại các chi nhánh của Vietten. Chỉ đơn giản là đưa xe ra khỏi bãi, chúng ta cũng đã phải làm một loạt các thao tác thủ công. Thì thường thường là cái móc của mình nó bé hơn cái xe, nên là trong khi mình lái di chuyển thì mình phải tuyệt đối là cẩn thận vì là không nhìn thấy cái móc đằng sau. Nên là đi những cái đám mà đông người rồi những cái chỗ gọi là đường nó gập ghềnh ổ gà thì cái móc đằng sau nó rất là nó huých về xe, nên là đi nó nhiều lúc nó cảm giác nó cũng có sự nguy hiểm nhiều. Xe lưu động thường xuyên xuất hiện tại các dịp lễ hội hoặc những ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Chúng nghiễm nhiên được xem là bộ mặt của Vietten, doanh nghiệp viễn thông số 1 Việt Nam. Nhưng những chiếc xe này quả thật không tương xứng để đảm đương sứ mạng đó. Ắc quy ít sử dụng nên đã chết. Bình cứu hỏa hết hạn sử dụng. Và những thiết bị cân bằng xe đều là tự chế. Rất vất vả khi lắp đặt. Về nhược điểm của những cái xe cơ động mà hiện nay của tập đoàn thì do thiết kế từ lâu, từ năm 2007. Nên là về mặt cụm anten, thiết kế sử dụng anten của trạm Marco rất là cồng kềnh, khó lắp đặt, khó triển khai. Thứ hai là về cột anten thì sử dụng cột thép, nên là quá trình lâng hạ rất là khó khăn, dễ bị rỉ sét. Cái thứ ba là thiết bị thì sử dụng thiết bị loại indoor của những cái thiết kế từ năm 2007, 2008 cho nên là cồng kềnh, kích thước lớn, cần phòng máy, tốn điện, cần điều hòa, cần bộ nguồn lớn. Mất 9 tháng nghiên cứu và thử nghiệm, những trạm phát sóng cơ động này đang được kỳ vọng là sẽ khắc phục được những nhược điểm của xe phát sóng cơ động cũ. Toàn bộ những thiết bị này có thể được đưa lên xe tải để chở đến điểm lắp đặt. Số người để thao tác cũng chỉ cần 3 người, ít hơn một nửa so với xe cơ động. Và thời gian lắp đặt ít hơn 3 tiếng, tức là nhanh hơn gấp 2 lần so với xe cơ động hiện nay. Mua một cái xe tải để làm xe cơ động cỡ khoảng độ 40.000, cộng với cả chi phí cải tạo thùng xe, thân xe, mất khoảng độ 10.000 nữa. Thì chỗ đây đâu đó chúng ta mất khoảng 50.000 cho riêng mỗi cái xe không thôi. Vì vậy là để mà đầu tư đại trà cho tất cả các tỉnh để mà khai thác các cái nguồn doanh thu tiềm năng là rất là khó. Nhưng nếu mà chúng ta đầu tư một cái trạm BTS cơ động thì cái phần hạ tầng về móng cột nhà trạm chỉ khoảng hơn 10.000 đô thì rất dễ dàng cho cái việc là áp dụng rộng rãi. Trạm BTS cơ động không chỉ giúp tiết kiệm được xe tải mà còn đặc biệt phù hợp để lắp đặt tại các lễ hội, nơi mà chúng ta có ít khoảng trống để đỗ xe. Lợi điểm đó đến từ việc toàn bộ các bộ phận của trạm đều có thể tháo rời và được phân bổ ra để lắp đặt tại những vị trí phù hợp nhất trong lễ hội. Bây giờ thì những cột phát sóng của Vietten sẽ có thể đặt ngay ở giữa lễ hội, trong khi xe cơ động của đối thủ thì chỉ có thể đứng ở vòng ngoài. Và như vậy, chất lượng sóng của chúng ta sẽ là tốt nhất. Toàn bộ các bộ phận của trạm phát sóng cơ động cũng đều được thiết kế all-outdoor, nhỏ gọn, linh hoạt và tiết kiệm điện năng. Tức là trạm của tôi thì sử dụng điều hòa bán dẫn thì không phát ra khí CO2. Trạm thì có thể khả năng lắp tối đa được là 2 trạm BTS phân tán, trong đó có một trạm 3G và một trạm 1800. Và các thiết bị sử dụng tiết kiệm tối đa diện tích và điện năng sử dụng. Khoảng một trạm BTS cơ động thì khoảng từ 500, tối đa là 500 đến 600 W. Trạm cơ động này chúng tôi sử dụng cái thiết bị gọi là thiết bị V3, không cần license, không cần tầm nhìn thẳng. Cho nên là cái quá trình mà thiết lập chỉnh tuyến đấu lối chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sự thành công của đề tài nghiên cứu trạm phát sóng cơ động không chỉ giúp chúng ta dễ dàng cải thiện chất lượng ở các khu vực tập trung đông người, mà còn đang đặt ra hy vọng sẽ giải quyết được những bài toán tương lai của Vietten trên bình diện toàn cầu. Việc triển khai các trạm BTS cơ động sẽ giúp Vietten cải thiện chất lượng mạng lưới tại các đô thị đông dân cư,
nơi không có nhiều khoảng trống để đặt trạm. Những chiếc tủ như thế này với các thiết bị đã lắp đặt sẵn bên trong cũng sẽ giúp cho việc kiểm soát chất lượng lắp đặt tốt hơn. Những công việc đơn giản như đấu nối hay lắp đặt nhà trạm sẽ chỉ cần nhân sự kỹ thuật chuyên môn không quá cao. Về khía cạnh phát triển trạm ở toàn cầu thì cái khái niệm mà mô đun hóa, triển khai lắp đặt đơn giản, tối giản ở hiện trường là cái mà chúng ta có thể đưa vào áp dụng cho thị trường nước ngoài. Toàn bộ các cái phần việc phức tạp đòi hỏi công nhân có tay nghề, có kỹ năng, chúng ta sẽ thực hiện ở nhà máy hoặc ở kho. Còn những cái việc mà đơn giản thì chúng ta chuyển đến trạm. Nói đơn giản là như là chúng ta mua một cái TV, chúng ta chỉ việc đấu anten, cắm nguồn là chúng ta chạy được. Theo phòng kỹ thuật tập đoàn, việc nghiên cứu và chế tạo thành công các trạm phát sóng cơ động thực tế chỉ là một cải tiến nhỏ, xuất phát từ chủ trương làm khác ngày hôm qua. Nhưng sáng kiến nhỏ ấy sẽ giúp tập đoàn bớt đi được 50.000 đô la Mỹ cho mỗi xe phát sóng cơ động tiết kiệm được và rất nhiều những ưu điểm khác. Ở một đất nước như Việt Nam, nơi mỗi năm có đến hơn 8.000 lễ hội, thì những trạm phát sóng cơ động này sẽ giúp bớt đi biết bao vất vả cho đội ngũ vận hành và khai thác.